Hello mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mổ bụng cái con ổ SSD này các bạn này. Ổ hãng Colorful 160GB. Đây các bạn, vẫn còn tem còn siêu đàng hoàng. Mình cũng xem trên mạng thì một số mình thấy là trong này là có cái thẻ nhớ các bạn. Mình không biết là như thế nào. Bữa nay tiến hành mổ bụng xem ở trong nó là như thế nào các bạn nhé. Từ bé đến giờ mới dám mổ ổ SSD các bạn này. Tiến hành phải khui cái tem niêm phong ra cái đã. Đây, nguyên siêu nguyên kiện này. Rồi tiến hành mở em ra nào, cắt cái siêu này đã, cắt cái thẻ bảo hành đi. Rồi làm sao ốc a chỗ nào này, đây có một con ốc đây. Mở thế nào ra nhỉ? Luồn vào đây làm sao nào? Thật các bạn, lần đầu tiên mở. Các bạn ổ này đang hoạt động bình thường các bạn nhé. Nói các bạn cái không phải ổ chết đâu, đang hoạt động bình thường. Mình lấy ra mình mổ xem như thế nào thôi, chứ không phải ổ chết đâu. Ổ mình đang dùng đấy. Mày mò tìm hiểu xem thử trong nó có cái gì, vọc vạch cho nó vui. À đây. Đấy. Các bạn thấy không, đây nó có hai cái lẩy này, đây này. Đấy. Có cái lẩy là bắt đầu mình luồn vào móc ra. Đây đúng rồi này. Đấy, đang đúng đấy. Mà không biết là nó có chết chóc thì không biết. Làm sao nữa nhỉ? Ui giời, bảo hiểm thế. Rồi đây các bạn, đây giây phút hồi hộp đây, mổ bụng nó ra xem thế nào, bên trong nó là cái gì. Sao còn cứng thế nhỉ? Thế nào thế này vẫn còn cứng các bạn, chắc đây còn dính cái tem. Cẩn thận một tí, không lỡ may mà nó hương cái là bay 400.000 đấy các bạn. 400 mấy, mình mua 480 mấy ngàn này. Sao dính như vậy nhỉ? Ui, chính cái gì thế này? Wow, cái mở không mà cũng khó về rồi đó. Rồi tem thì bóc hết ra rồi. Ui giời, chính cái gì đây nhỉ, mẹ nó khó thế. Không khéo lại đuôi hoa mù nó thì khô. Nhìn thấy có cái ốc các bạn ạ. Ui giời ơi, đây các bạn, may không tí nữa đấy. Mình đã nghi rồi. Rồi thôi đây, đúng rồi. Đấy, bé tí các bạn thấy không? Ốc bé tí đây này. Mình mà không nhanh ý thì thôi hư. Chỉ thế này thôi á. Hộp rõ to. Đây, mình sẽ cho các bạn xem hết dung nhan em nó như thế nào. Các bạn thấy cái hộp to này, nhưng mà thật ra thì có một tí này thôi. Đây, đừng có bảo là dưới này có một cái thẻ như thế này nhé, thì khổ này. Nào xem dung nhan nó thế nào, đắt lên. Đây các bạn, rõ to mà thực ra có tí xíu này thôi. gồm có gì đây? Con này là con đây các bạn thấy này, 29F01 thì 6 mấy đây, 6NNQH, chắc là con chip nhớ này. Bên này còn một con nữa, là ví dụ đây mà một con này chip nhớ này, một con này là 160 này, hai con này là 320 này, bên này còn thiếu một con chưa bỏ vào này. Còn đây là con gì? Đây là con gì cũng chẳng biết nữa. Thấy đơn giản không? Đấy, có tí này thôi, 300 mấy chục ngàn. Về tổng cộng các bạn thấy không? Đây này, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Ví dụ mình bỏ 4 con là sẽ được 150 đi, 300. Nếu mà đợt bỏ 4 con thì có thể tầm độ 500 GB, hơn 500 GB 4 con này. Một con là 160 GB các bạn đây này, đấy 160 GB này. Mình thắc mắc sao họ không làm ổ nó bé bé đi, nhưng là ổ to này nhỉ? À không, để cho nó vừa cái khe của cái laptop, đúng rồi, vừa khe của laptop. Ở đây họ bỏ mấy cái miếng bọc kính này để cách điện với cách điện này. Mình nhìn, các bạn nhìn kỹ dung nhan của cái ổ Colorful này các bạn. Đây, ổ Colorful 160 GB. Đấy, nó chỉ thế này thôi, tí tẹo tẹo này. Đấy, đằng này thôi, đằng này còn để thêm được một đống, ví dụ đây. Cái này còn để thêm được cả hai ổ hai bên thì cũng được. Rồi, chỉ có vậy thôi các bạn thấy không? Đấy, ổ cứng SSD, ổ cứng SSD Colorful 160 GB, giá tầm độ 450-500 ngàn. Nó chỉ miếng này thôi các bạn này. Rồi, hết các bạn nhé. Clip của mình đến đây kết thúc. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau.